Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, huấn luyện viên Kia Tisak đã gặt hái được những thành công nhất định ở Đông Nam Á. Sau khi mang về giai đoạn hoàng kim cho đội tuyển Thái Lan, Di Thái tiếp tục thành công ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thái Lan, Hoàng Anh Gia Lai đã thoát khỏi cảnh chìm trong nửa dưới của bảng xếp hạng như là những năm gần đây. Thay vào đó, ở mùa giải trước, họ đã dẫn đầu V-League trước khi giải đấu bị hủy ở tại cúp Hoàng đế Quang Trung đã kết thúc vào buổi tối ngày hôm nay, đội bóng của Bầu Đức dưới tay Kia Tisak cũng đã giành ngôi vô địch sau khi toàn thắng cả 3 trận. Gần đây, huấn luyện viên Kia Tisak đã nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, thế nhưng cuối cùng ông đã từ chối. Thay vào đó, Di Thái muốn hướng đến bến đỗ mới sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai, đó là giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Chia sẻ trước báo giới, huyền thoại của bóng đá Thái Lan cho biết rằng tất nhiên rồi việc được dẫn dắt một câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia nhật bản là mơ ước đối với tôi tôi có tham vọng lớn muốn vươn tầm như là những huấn luyện viên hàn quốc và nhật bản tôi cũng có giấy phép hoạt động huấn luyện viên chuyên nghiệp do afc cấp giải vô địch quốc gia nhật bản quy tụ rất nhiều huấn luyện viên nước ngoài được làm việc ở đó là điều mong muốn của tôi tuy nhiên có thể tới đó hay không thì lại là câu chuyện khác để cụ thể hóa giấc mơ thì tôi phải nỗ lực thành công trước đã đó là điều cần thiết Tôi phải có hồ sơ thành công thì mới có được những đội bóng hàng đầu để mắt. Nó cũng giống như là cầu thủ bóng đá. Chỉ khi bạn thể hiện được mình ở trên sân cỏ thì mới có nhiều câu lạc bộ lớn để mắt. Bằng không thì chẳng ai thèm chú ý tới bạn cả. Hợp đồng của huấn luyện viên Kia Tisak với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ hết hạn vào năm nay. Nói về tương lai với câu lạc bộ Phố Núi, Di Cô Thái cũng cho biết rằng tôi cũng chưa thể nói trước điều gì. Hợp đồng của tôi với Hoàng Anh Gia Lai như thế nào nó còn phụ thuộc vào thành tích của tôi. Giải V-League sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 1. Trong đó, ở vòng đầu tiên, huấn luyện viên Kia và các học trò sẽ có trận đấu được dự đoán là khó khăn trước Nam Định tại sân Thiên Trường. Đội tuyển Việt Nam cũng sắp sửa tập trung cho các trận ở vòng loại World Cup 2022 vòng thứ 3. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hẳn là đã vỡ thêm nhiều điều sau bài học ở ao làng AFF Cup 2020. Việc đội tuyển Việt Nam thất bại ở tại AFF Cup 2020 cho tới lúc này vẫn chưa khiến cho người hâm mộ nguôi ngoai khi mà đặt niềm tin khá lớn vào thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong giải đấu vừa mới kết thúc ở Singapore. Điều này là đương nhiên bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao nhất trong những đội bóng góp mặt, cho nên thất bại trước Thái Lan ở tại bán kết đã khiến cho mọi chuyện thêm phần cay đắng. Nhưng đánh giá một cách công tâm thì các nhà vô địch AFF Cup 2018 bị dừng chân ở bán kết cũng là tương đối hợp lý bởi vì không còn thể hiện được đúng năng lực sau 3 năm thăng hoa và đứng ở trên đỉnh khu vực. Dù thế thì người hâm mộ và đặc biệt là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải quên đi thất bại để hướng tới chặng đường kế tiếp mà cụ thể hơn là với vòng loại World Cup 2022 sắp tới sẽ khởi tranh vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 tới đây. Thất bại lớn hay nhỏ nào thì cũng có những bài học. Với đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2020 cũng như thế và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ phải rút ra kinh nghiệm đồng thời điều chỉnh để nhằm giúp cho đội nhà tốt hơn trong tương lai. Bài học lớn nhất dành cho vị thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn nằm ở câu chuyện sử dụng nhân sự sao cho hợp lý cũng như là duy trì khát vọng cho đội tuyển Việt Nam, điều đã không xảy ra ở tại AFF Cup 2020. Rõ ràng với phần lớn các tuyển thủ có mặt ở trong đội hình bị dừng bước ở tại bán kết AFF Cup 2020 vừa qua thì giải đấu cao nhất khu vực được coi là tới ngưỡng của sự chịu đựng. Sau chuỗi thời gian dài quanh quẩn với tập luyện thi đấu rồi cách ly, thêm vào đó thì hàng loạt những trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 cũng đã khiến cho động lực chơi bóng của nhiều người bị giảm sút, chưa nói là sau 4 năm đã gặt hái quá đầy đủ vinh quang và danh vọng. Trở lại với vòng loại World Cup 2022, dù kỳ vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ giành được kết quả khả quan hơn so với chặng đường trước đó, nhưng tất cả đều biết là không hề dễ dàng khi mà các đối thủ vẫn mạnh hơn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều. Chính bởi thế có lẽ là ông Park sẽ phải chuyển đổi mục tiêu thành tích sang chuyện là làm thế nào để tăng chất hay chí ít là thổi vào cho đội tuyển Việt Nam một luồng gió mới về tinh thần sau những thất bại đã qua. Và muốn thế, xem ra là huấn luyện viên Park Hang Seo cần phải tạo cơ hội cho những cái tên ít được ra sân trước đây để thử lửa, thay vì là tiếp tục sử dụng quá nhiều nhóm cầu thủ quen thuộc như đã từng thấy ở tại AFF Cup 2020. Thực tế rằng dù cố gắng mấy thì áp lực thành tích vẫn đang đè lên vai nhóm cựu binh cho nên thật khó có thể tìm lại phong độ trong thời gian ngắn ngủi vừa mới được xả trại trong khi những cái tên mới thì vẫn rất khát khao được ra sân để thể hiện mình khi mà luồng gió động lực từ việc sử dụng những cầu thủ mới hoặc là ít sử dụng trước đây được tạo ra thì biết đâu là đội tuyển việt nam lại có thể gây bất ngờ thì sao chưa hẳn là vấn đề nhân sự hay là lối chơi của đội tuyển việt nam có thể thay đổi hay không mà điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm vào thời điểm này lại chính là tâm lý của thầy trò huấn luyện viên park hang seo có một thành viên của đội tuyển Việt Nam chia sẻ rằng, kể từ ngày mà thầy Park dẫn dắt, có lẽ là nửa cuối năm 2021 là thời kỳ mà đội tuyển Việt Nam phải chịu đựng sức ép tinh thần nhiều nhất, lớn nhất và đôi khi tưởng chừng như là không thể vượt qua được. Không thể phủ nhận là những nguyên nhân khách quan đã tác động lớn đến tâm lý của toàn đội, nhưng nguyên nhân cốt lõi lại nằm ở chính đội tuyển. Anh em đã hết sức cố gắng, xong có một thứ gì đó rất vô hình làm ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng và cảm xúc. Có một số thời điểm đội tuyển đã bị căng thẳng, bị tác động bởi những lời bình luận tiêu cực cho nên là không khí của đội tuyển có chút gì đó ngột ngạt. Nhưng chúng tôi mong rằng sau đợt nghỉ ngơi này, khi mà quay lại thì từ ban huấn luyện đến các cầu thủ, cả cũ lẫn mới đều bước sang một trạng thái cảm xúc mới để giải tỏa được sự ngột ngạt đó. Chính thầy Park cũng đã phải lên tiếng là nhiều người chia sẻ rằng chặng đường đạt được thành công từ năm 2018 đến nay của tôi và bóng đá Việt Nam đã không thể duy trì được động lực, khả năng cạnh tranh và niềm đam mê để đạt được thành tích cao hơn. Quay trở lại với thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là một bài học tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Ban huấn luyện bao gồm cả tôi và những người có liên quan đến đội tuyển cần phải đổi mới tư duy của mình với cùng mục tiêu để hướng tới một năm 2022 thành công. Chia sẻ với truyền thông của Việt Nam thì một quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói rằng chúng tôi cũng sẽ cùng huấn luyện viên Park Hang-seo làm mọi cách tốt nhất có thể, tích cực nhất có thể để đội tuyển Việt Nam có thể tìm được cảm hứng như xưa. Đây có lẽ là nhiệm vụ bắt buộc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện trước khi bàn đến câu chuyện về chuyên môn. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam là sức mạnh ý chí của tập thể. Ông Park và cộng sự cùng với các học trò hãy cởi bỏ những áp lực nặng nề để tiếp tục nuôi dưỡng sức mạnh ấy. Đợt tập trung tiếp theo vào ngày 13 tháng 1 tới đây, coi như là chúng ta làm lại từ đầu như là ông Park đã phát biểu. Đã hết hy vọng để cạnh tranh xuất đi tiếp, nhưng hãy coi các trận còn lại của vòng loại thứ ba World Cup 2022 là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu khác của tương lai. Bình luận viên Quang Huy thì nhận định rằng, cuộc hồi sinh cảm hứng của đội tuyển Việt Nam sẽ phải khởi đầu từ chính huấn luyện viên Park Hang-seo. Cách mà ông truyền tải thông điệp không chỉ cho đội tuyển mà còn cho chính bản thân ông ấy. Ông Park muốn tất cả các thành viên phải làm mới mình và tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ, phải coi những gì mình đạt được là cái đà để đi tiếp chứ không được tiếp tục thỏa mãn. Sự tự mãn có thể khiến cho bóng đá Việt Nam đi xuống. Cá nhân tôi không bi quan về tình hình của đội tuyển, chúng ta vẫn đang có trong tay lực lượng có thực lực và tương đối tinh nhuệ. Cái cần xác định là tìm lại tâm thế của những ngày khởi đầu mà trước hết của cách mạng làm mới mình của đội tuyển Việt Nam sẽ phải khởi đầu từ chính thầy Park. Cũng theo bình luận viên Quang Huy thì thất bại của đội tuyển ở tại AFF Cup 2020 không phải là cú sốc quá khủng khiếp vì không ai có thể thắng mãi được cả. Không chỉ những nền bóng đá đang phát triển như là Việt Nam mà lịch sử ghi nhận những nền bóng đá hàng đầu thế giới cũng không thoát khỏi quy luật này. Không phải ngẫu nhiên mà cả ba nhà vô địch World Cup gần nhất đều dừng chân ở vòng bảng ở kỳ World Cup ngay sau đó. Sau khi giành ngôi vô địch Euro 2020, đội tuyển Italia đã lao đao ở vòng loại World Cup. Những nhà vô địch như thế, những nhà vô địch thế giới như là đội tuyển Đức, Tây Ban Nha, Italia hay Pháp đều có rất nhiều tài năng với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng sau khi lên đến đỉnh cao thì việc họ rớt xuống là điều hết sức bình thường bởi vì vấp phải bài toán về động lực, về khát vọng và thiếu những ý tưởng mới mẻ. Bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng đội tuyển phải sốc lại tinh thần để có một sự khởi đầu mới, khởi đầu đó chắc chắn sẽ phải nằm ở chính bản thân ông Park. Không một cầu thủ nào sau 4 năm như vừa qua lại có thể ngay lập tức tươi mới nếu như huấn luyện viên trưởng không làm được điều đó trước, bởi vì cầu thủ và lối chơi là do ông Park chọn. Những trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 hay là ở tại AFF Cup cho thấy rằng ông Park đã chịu quá nhiều sức ép về mặt thành tích, dẫn đến lưỡng lự trong việc áp dụng những nét mới nhất. Rất có thể việc ông Park công khai lý giải về câu chuyện thay đổi ban cán sự là một cách tạo động lực và sức ép cho chính bản thân mình. Không loại trừ huấn luyện viên Park Hang Seo đã đặt một thách thức cho chính ông ấy, trước một hành trình để tìm lại cảm xúc hào hứng, khát khao ở trong công việc. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.